Hello, xin chào cô chú. Hôm nay con giới thiệu đến cô chú cây đèn Kiso Suzuki No 12 tem Hán tự. Cây này thì chạy trước vậy thì chạy trước nhẹ theo 5 tháng nha các bác. Đèn chỗ này không bể vỡ nhau các bác. Đây. Đặc biệt cây này được một chỉ cần nha mọi người. Cây này thì cần rất là thẳng nha mọi người. Nói chung là cây này dục sơn nhẹ ở chỗ lưng này các bác. Cây này thì nói chung là bao xài bao bền luôn. Em bán giá 1,5 triệu em tặng bao da. Bảo hành 2 năm giao hàng trên toàn quốc. Mời mọi người cùng lắng nghe âm thanh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người một ngày mới thật là tốt lành.